Dạ, em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel và đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Em xin phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện khá là thú vị. Đêm động phòng hay còn gọi là đêm đầu tiên, làm tới sáng luôn. Tôi nói chịu đời sao thấu. Câu chuyện này là nói về cái đêm động phòng của anh chàng khờ này. Anh khờ ơi là khờ luôn. Và điều gì đã diễn ra giữa anh chàng khờ với cô vợ? Thì cái đêm động phòng này đã xảy ra những tình huống gì mà tôi nói chịu hết nổi luôn. Thì em mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện này nha. Thì em đã từng kể cho quý vị nghe rất là nhiều câu chuyện về anh chàng khờ mà không có biết mừng cái gì. Đêm đầu tiên á, thường thường á là mấy anh khờ này, anh khờ lắm, khờ đến nỗi mà cái chuyện kia cũng không biết luôn. Nhưng cái câu chuyện ngày hôm nay là một cái anh chàng khờ khác. Khác là khác ở chỗ nào? Đây là một cái câu chuyện nói về một cái anh chàng này. Anh như là hồi nhỏ đó là ba mẹ chỉ có một anh chàng này là con trai đầu, như là đích tôn thôi. Con trai nó giỏi tông đường, cưng dữ lắm, thương dữ lắm, nhưng mà có cái ảnh bị một cái căn bệnh bệnh khờ. Cho nên là hồi nhỏ là coi như là cha mẹ là giàu có, con muốn cái gì là được, cha mẹ làm ăn khá lắm. Nhưng mà cái anh này ảnh khờ, nhưng mà được cái ảnh rất là thích chơi. Có nghĩa là ảnh đi chơi chỗ này chỗ kia hà, để ảnh đi đến cái xóm trên xóm dưới gì ảnh cũng ngồi ảnh chơi các cái kiểu, cái gì mà có cái đồ chơi mắc tiền gì ảnh cũng mua ảnh chơi hết. Và ba mẹ ảnh chiều ảnh ghét cũng mệt. Với lại là càng lớn con mình đến cái độ tuổi gọi là nó cũng hiếu kỳ, rồi nó học theo bạn bè, sợ nó học theo thói hư tật xấu đó. Thì hai ông bà mới xúm lại mới bàn tính: bà ơi, tôi thấy con trai mình bây giờ nó lớn rồi, mà bây giờ cái cơ ngơi để đồ sộ gì mà nó cứ ăn chơi ghét, mà nó khờ nữa, nó khờ lắm, mà ai xúi vậy nó cũng nghe đó. Bây giờ tôi cũng lo là lỡ nó hư nữa, nó nghe người ta nó hư người, cho nên là tôi tính vậy, bà thấy sao? Cái bà vợ mới nói: ừ thì ông tính sao thì tôi nghe vậy, chứ tôi cũng đâu biết làm sao đâu. Đó, quý tử nhà mình mà đó, cưng chiều quá cho nên nó hư, mà cái thằng con mình nó khờ quá đi. Bây giờ tôi tính vậy nha, là bây giờ mình sẽ cưới vợ cho nó, biết đâu được có vợ rồi nó chí thú làm ăn, nó không có lo ăn chơi nữa. Nó khờ mà nó không bị mà còn lo ăn bệnh ăn chơi, nó thành thử là sợ là nó sẽ bị bạn bè nó xúi giục là làm bậy làm bạ rồi nhậu nhẹt rồi cờ bạc này nó kia đó, tứ lỗ tường á. Thành thử ra hai ông bà mới định là cưới vợ cho anh này, mới hẹn kêu có cùng thằng con trai lại, nói: con ơi, lại đây ba mẹ bữa nay là có chuyện này quan trọng muốn nói cho con. Thì anh khờ này anh mới lại: dạ ba mẹ kêu con, có chuyện gì bà? Dạ. Thì ảnh khờ lắm nhưng mà ảnh rất là nghe lời cha mẹ. Thì ông ba ổng mới nói: cha mẹ tính là như vậy, là thấy con cũng lớn rồi, bây giờ cha mẹ muốn là cưới vợ cho con chịu không? Dạ thôi con không chịu đâu. Thì với cái sự quyết liệt cũng vậy á, thì quyết liệt của thằng con trai mình, thì ông bà mới năn nỉ: con ơi, lấy vợ đi vui lắm, là lấy vợ một cái là con thấy cuộc đời con nó sướng lắm, nó có vợ chăm sóc đủ điều hết, cơm bưng nước gót, có vợ tâm sự với con mỗi buổi tối, con chịu không? Thì cái thằng khờ nó nghe thấy cũng vui vui đó, thì nó mới nói: dạ con chịu, nghe thấy sung sướng thì nó quái đó. Dạ con chịu, nhưng mà với một điều kiện. Thì ba mẹ của nó mới hỏi chứ: điều kiện gì vậy con trai? Dạ con á, thì con muốn á, là không biết là có sung sướng như những gì ba mẹ nói hay không. Bây giờ con muốn á, là mẹ cưới cho con 4 con vợ con mới chịu cưới vợ. Trời ơi, ông bà nghe xong té ngửa luôn. Trời đất ơi, thường thường là người ta cưới vợ cưới có một con à con ơi, làm gì mà con đòi cưới 4 con đó, chắc là không được đó con ơi. Nhưng mà với cái sự quyết liệt của cái anh này mà con trai cưng nữa đó, anh này anh ăn chơi dữ lắm cho nên là cái gì anh cũng muốn nhiều hơn ta đó. Thành thử ra là bữa nay là coi như là ông nội nè ông chơi lớn luôn, ông khờ ông chơi lớn luôn, ông đòi cưới 4 con vợ mới chịu cưới vợ, còn nếu không thì khỏi cưới. Thì nghe vậy thì thôi, bây giờ hai ông bà mới bàn tính nói nhỏ với nhau xì xầm: bây giờ tôi nói bà nghe, bây giờ mình tạm thời mình đồng ý đi, rồi từ từ mình tính tiếp, chứ cái thằng này nó khờ nó khôn quá. Thì thôi bây giờ ba mẹ đồng ý con, nhưng mà trước tiên là con sẽ lấy một cô vợ thôi, chứ bây giờ là cưới một lần 4 cô khó lắm, cưới một lần một cô thôi con chịu không? Thì sau đó đó ha, nếu mà con thấy là ok sung sướng rồi đó, thì bắt đầu là ba sẽ cưới thêm cho con thêm 3 cô nữa, con chịu không? Thì cái anh chàng khờ này anh nghe vậy anh mới nói: dạ vậy cũng được ạ. Thì bắt đầu là ba mẹ mới là cuộc tìm xóm trên xóm dưới đồ, tìm tùm lum hết, con nhà ai có con gái thì tìm. Thì không ngờ là do có một cái bà này, bà có một cô con gái mà con gái của bà khờ nữa, nó cũng đẹp và cũng khờ luôn,
Thành thử ra bà này bà nói bây giờ tôi á là cũng muốn gả chồng cho con gái tôi. Thấy vậy gia đình anh chị cũng khá giả mà nhà tôi thì nghèo lắm, anh chị chịu không? Mà con gái tôi nó đẹp lắm mà nha. Tôi thấy con gái của tôi với lại con trai của anh chị là hai đứa nó xứng đôi vừa lứa lắm, giống như là nồi nào úp vung đó vậy đó. Con gái tôi cũng khờ mà con trai chị cũng khờ nữa. À, anh chị tính sao? Thì khi mà nghe vậy thì hai ông bà mới tính. Thôi bây giờ mình đâu có chê con gái người ta, miễn sao nó đẹp là được rồi ông ơi. Mà con trai của mình nó khờ chết mẹ luôn, bây giờ gặp con gái của cái bà này coi như là cũng được đi, coi như là nồi nào úp vung đó đi. Thì bắt đầu là mới hẹn gặp ngày lành tháng tốt rồi chuẩn bị là làm đám cưới. Đó thì cái bắt đầu là đêm hôm nay là chuẩn bị là ngày mai rước dâu á. Thì ông ba ổng mới nói với đứa con nè, con trai biết không, trước khi mà con động phòng con làm chuyện đó cái đêm đầu tiên á, thì ba có một số tiệc chiêu nhỏ ba muốn nói với con. Đó thì cái đứa con trai này cũng khờ lắm, ba nói sao thì nghe vậy thôi. Dạ ba nói con nghe ạ. Thế là cái ông ba ổng mới nói á, ba nói con nghe, con nhỏ này á là ba kiếm cho nó, cho con là con vợ mà sắp cưới con á, nó có một cái bản tính rất là lạ, có nghĩa là nó rất là mạnh, có nghĩa là nó mạnh về cái chuyện kia lắm, chuyện sinh lý nó mạnh dữ lắm. Thành thử ra đó là con á phải chiều theo ý của nó, nghe không? Đó có nghĩa là mà mỗi lần mà nó khiều khiều con á là con phải làm nó liền đó, là mày quất liền chứ mày mà không làm ha là nó chán con một cái là nó bỏ con nó đi theo thằng khác, nghe không? Đó thì nghe vậy thì đứa con cũng đâu có hiểu gì đâu, khờ lắm, nghe là sợ vợ đi lấy thằng khác cũng nghe. Dạ dạ con biết rồi, có nghĩa là mỗi lần tối con ngủ ha mà con vợ con á nó quay qua nó khều con cái là bắt đầu con ngồi dậy là quất liền nghe không? Đó thì đứa con trai mới nghe vậy nó dạ dạ con biết rồi ạ. À, thì bắt đầu là tới thì bắt đầu ông ba này ông lên kế hoạch rồi, ông dụ cho thằng con mình nó chịu lấy vợ vậy đó. Mà thì cái kế hoạch của ổng bắt đầu ổng mới qua, ổng xây qua, ổng gặp cái cô con dâu. Con dâu này cũng khờ nữa, ai nói gì cũng tin hết trơn á, cho nên là cha chồng nói gì thì chả cô này cũng tin găm gắp luôn. Thì bắt đầu là lúc mà đám cưới xong á thì bắt đầu cô dâu đang rửa chén xong xuôi thì cái ông già chồng ổng đứng, ổng mới nói con dâu rửa tay đi, ba có chuyện này ba muốn nói với con. Thì cô con dâu nói dạ thưa ba có chuyện gì muốn dạy con ạ. Thì cô này cũng ngoan lắm, khờ và đẹp mà ngoan nữa. Thì ổng mới nói con biết không, để ba nói con nghe, chồng của con nó bị một căn bệnh là giật kinh phong, nó có nghĩa là nó hay giật vậy nè, nó sủi bọt mép đó. Thành thử là nếu mà mỗi lần á mà nó mà kêu bằng là nó giật sủi bọt mép á là nó ngáy gì ngủ mà ngáy, là bắt đầu là nó ngủ ngáy là con phải khều dậy, nghe không? Chứ không thôi là nó sẽ sụp một hồi là nó sẽ sủi bọt mép, nó giật kinh phong gì vậy nè, nghiến răng tùm lum á. Thành thử ra cô này cũng nghe cũng thấy ghê quá, cũng sợ, thì nghe chồng mình ngáy là phải khều, nghe không? Đó thì cái cô này cũng dạ dạ con biết rồi, thì đúng như cái kế hoạch của cái ông già vợ nè đó. Thì bắt đầu là hai đứa này đâu có biết trời đất mi nước gì đâu, thì bắt đầu là cái đêm động phòng thì cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, đám cưới xong thì tối hôm nay là động phòng đó. Tao nói hai ông bà nội này khờ cái gì khờ, nhưng mà chuyện đó thì không có khờ ha, làm rất là tốt, rất là xuất sắc luôn. Làm xong xuôi rồi cũng mệt đó, làm xong rồi thì mệt đó, anh này anh cũng khờ mà anh mệt quá, anh thở phè phè, anh ngủ ngáy quá trời ngáy luôn. Thì cái cô vợ ấy cũng mới nhớ lời anh chồng là ông già chồng nói là khi nào mà chồng con mà ngủ ngáy á, nghe không, là con phải khiều nó dậy chứ không phải nó bị giật kinh phong đó, là nó chết bất đắc kỳ tử đó. Thì bắt đầu là cái cô con dâu nhớ lại, bắt đầu có thấy anh chồng thì hồi nãy làm quá trời, làm chuyện đó quá trời cho nên là mệt quá rồi ngủ ngáy. Cái cô vợ mới lại khiều ông chồng này thì là cái anh khờ nè á, ảnh lì nhớ lại những lời cha mình nói là khi mà con vợ con ha mà nó khiều con là phải quay qua con quất liền. Con làm liền, bắt đầu là trời đất ơi, chả này chả bay qua chả nhớ những lời cha chả nói sao thì chả làm, cứ bà kia khều là chả quất, bà kia khều là chả quất. Mà con nói đêm tới sáng không biết là bao nhiêu lần luôn. Thì sáng tao nói đi cái tướng tình như hai hàng luôn, sáng mai hai chồng ra đánh ăn súc miệng xong thì tới lúc mà dọn cơm sáng ra đó thì ông ba ông ghẹo ông hỏi sao con, đêm qua sao rồi, thấy vui không con? Dạ cũng vui, cưới vợ thì đúng là vui thiệt các ba. Ủa bây giờ con có muốn cưới thêm không? Bữa ba hứa với con á là nếu mà cưới con vợ này ngon lành rồi á thì ba sẽ cưới cho con thêm 3 cô nữa, là đủ 4 cô, như đúng ý nguyện của con á, con đòi cưới 4 cô luôn mà. Thì anh trai khờ này nè, anh nghe nói 4 con sợ quá trời, mặt mày xanh lét tái mét luôn. Dạ dạ thôi, trời ơi một cô là tao nói thấy bà nội luôn, trời ơi sụm bà chè luôn,
Mà bây giờ hả, bốn cô chắc con làm không nổi hả ba ơi. Thôi 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 thôi, một cô là đủ rồi ba ơi. Thôi bốn cô chắc con làm không lợi đâu. Tôi nói cái cách chịu đời sao thấu luôn, làm đến tới sáng luôn. Thì đúng như cái kế hoạch của ông ba ha, ông ba ổng dàn dựng ra đúng cái kế hoạch luôn. Trời lỗ coi hai đứa này nó sập hầm. Tôi nói làm quá trời làm luôn, khều là quất, khều là quất. Đi hết nổi là đúng luôn. Thì đây là cái câu chuyện em nghĩ rằng nó cũng khá là vui, khá là thú vị, em muốn gửi đến cho đại gia đình của mình. Nếu mọi người thấy câu chuyện này hay thì xin mọi người là like và share cái video này ra để giúp cho Ngọc có thêm nguồn động lực để làm những clip mới nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.